Sunny Don mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Don. Đường phố Sài Gòn những ngày đón Tết tràn ngập sắc xuân, với những con đường bông hoa trang ra lề đường. Và Sunny đang đứng ở con đường Lý Thường Kiệt, xưa kia là Nguyễn Văn Thoại. Góc ngã tư phía trước là con đường ngay chỗ mà Đại học Bách Khoa, trường kỹ thuật Phú Thọ và cư xá Lữ Gia, con đường Lữ Gia, và bên đây là trường đua Phú Thọ, nay là nhà thi đấu Phú Thọ đây anh chị. Đường phố thì đối với những ngày Tết thì không khí rất là nhộn nhịp, xe cộ rất là tấp nập. Và với video clip này ngày 14 tháng 1 2023, và Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị, chúng ta sẽ đi con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt này về con đường Thành Thái, ngày xưa là Nguyễn Tri Phương nói dài đó, ngay chỗ nhà thờ Đồng Tiến đó, để anh chị thấy bông hoa không khí của Sài Gòn. Và Sunny cũng muốn đem cái không khí nhộn nhịp ngày Tết của Sài Gòn gửi tới anh chị, đem Sài Gòn gần tới anh chị hơn bên mâm cơm gia đình, những ngày sum họp gia đình, những ngày Tết. Và Sunny bắt đầu chia sẻ với anh chị nhé. Và nhân dịp chuẩn bị hết năm rồi, nhân dịp năm mới thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị cùng gia đình luôn lúc nào cũng an vui, mạnh khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Đây là giữa con đường, bên phải là Tô Hiến Thành, rồi bên trái là con đường Lữ Gia, bên trái là cư xá Lữ Gia, còn đây là trường Bách Khoa, trường của các anh kỹ thuật Phú Thọ năm xưa. Đi đâu cũng có thấy bông hoa tràn khắp hết. Quan trọng là mình có tiền để mình mua không anh chị, điều đó mới quan trọng. Rồi, chúng ta đi nha, đi để ngắm đường phố như thế nào. Người nông dân thì một năm trồng, phân bón, rồi đem ra đây, các tiểu thương rồi đem ra đây bán, và hy vọng một năm tốt lành. Trời ơi, cây bưởi này đẹp quá, cây bưởi đại cồ luôn nè. Rồi, cây bưởi quá dữ luôn, trái sum xê. Trời ơi, cây tắc, cây quất đẹp, quá đẹp luôn. Đào, cây đào. Theo chia sẻ trên mạng, và cây bưởi mà nãy Sunny mới quay đó, nó giá khoảng 40 mấy triệu. Nói chứ đối với người giàu thì 40 mấy triệu là bình thường, nhưng mà đối với người lao động thì 40 mấy triệu là cả một cái gia tài. Trời, bông cúc nè, những cái chậu bông cúc đẹp. Đây là cái khu vực Đại học Bách Khoa anh chị ha. Bông giấy, sứ, trời, một chậu quá đẹp luôn nè, sum xê. Cái này chỉ có dinh thự thì mới có thể mua được những cái chậu này thôi anh chị. Thôi chúng ta đi ngắm nha anh chị ha. Đây, Đại học Bách Khoa đây, một nơi mà ngày xưa Sunny ưa đi học cọp, ta coi phim cọp. Đây mình học cọp. Bên đây cư xá Lữ Gia anh chị, một cái cư xá rất là nhẹ nhàng, với những con đường vuông góc với nhau. Quá trời, bông hoa trang ngập hết. Những cái ngày này đi đi đường thích lắm. Năm nay cúc mâm xôi thì đẹp. Năm nay cúc mâm xôi đẹp. Cúc mâm xôi thì theo giá trung bình là 400 ngàn một cặp.
nhận trái đu đủ. Thì đối với người Nam thì không biết người Bắc như thế nào, đối với người Nam thì người ta dựa vào những cái từ ngữ của trái cây, ví dụ như đu đủ là cầu cho sự sung túc đầy đủ, và tất nhiên trên mâm ngũ quả có trái sung nữa. Những cái ngày Tết thì không có ai mua chuối gì. Người ta quan niệm rằng nghe từ chuối là giống như là một năm chuối nhủi, nên không có ai trưng trên mâm ngũ quả cái trái chuối cả. Cái gì mà nó có cái âm hưởng tốt lành, thơm tho nhất để trưng cái mâm ngũ quả. Còn mấy bữa thì Sunny có chia sẻ với anh chị, trời ơi, vườn hoa cúc đại đó đẹp quá, cái mâm chậu quá đẹp luôn. Chậu cúc năm nay đẹp quá ha, quá đẹp luôn. Bao nhiêu một cặp vậy em? Bộ kia lớn nè, dưới kia cả 10 triệu, 5 triệu một cây. Rồi, cảm ơn em nha. 10 triệu một cặp đó anh chị, chậu lớn đó. Mà Sunny hồi nãy có quay gần lại á, mời đi đâu cũng nghe những tiếng nhạc Tết. Mà nói gì thì nói thì Sunny rất là thích nghe những cái bài hát ngày xưa, như là Ly Rượu Mừng chẳng hạn. Cái style nghe nhạc của Sunny thường thường nghe những bản nhạc xưa, chứ ít khi mà nghe những bản nhạc ngày hôm nay. Nó có gì đó nó động lại cái kỷ niệm ngày xưa, hồi nhỏ của Sunny. Ngày xưa thì nói chung là nhỏ cũng đâu có nghe hiểu gì đâu, nhưng mà cứ nghe cái bản nhạc đó tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy rộn ràng, rộn ràng. Và cứ ở nhà cứ mở nhạc xuân rồi bên một ly cà phê thưởng thức nghe nhạc, rồi xong rồi cái luồng suy nghĩ miên man nhớ lại kỷ niệm thơ ấu. Khi mà nhớ lại thì chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, vui hơn. Mười triệu là lương hơn cả công nhân. Công nhân thì không có tăng ca thì khoảng là 7 triệu bây giờ. Cây mai, trời, mai cây mai mà nụ nó đầy khắp nè. Mấy hôm nay thì trời lạnh, có mưa nên mai người ta phải phơi nắng để kịp ngày Tết. Trời, cây mai nụ không là nụ. Đây là con đường Thành Thái nói dài nha anh chị ha, để chúng ta đi vào cư xá Bắc Hải đó. Xóm đạo Nam Hòa, Nghĩa Phát, Bắc Hải, Đức Thánh, cái hướng này. Và trên con đường này mỗi độ xuân về thì bông hoa tràn ngập, cúc mâm xôi, bông vạn thọ. Vạn thọ thì để cúng kiến thôi. Cái cây tắc, chậu tắc nhìn đều đẹp, quýt đu đủ vàng rực. Bông giấy quá nhiều.
đệ nhất lan, đệ nhất hoa, một trong những loài hoa bông đẹp nhất trong tất cả các loài bông. Bữa nào Sinh Y sẽ lên Lăng Cha Cả, nơi đó còn bán những cái chậu lan đẹp lắm, đồ gỗ. Nhiều loại cây nó lạ lắm, trạng nguyên, hoa hồng. Cúc bao nhiêu một cặp vậy em? 350 cặp. À, 300. Rẻ, chỗ kia 400. À, đúng rồi, hỏi mấy chỗ kia 400. 350 một cặp. À. Thường thường thì những cái dịp xuân này về đó, có một số người thì họ đi, họ xem, họ chụp hình và hỏi giá. Trời ơi, cây thơm. Trái thơm, còn gọi là trái dứa, là cũng là một cái trái trong bông ngũ quả ngày Tết, màu đỏ. Và năm nay thì ở đây cũng là một cái tiểu cảnh phố Ấn Độ với sắc mai vàng. Phố Ấn Độ này thì không bằng phố Ấn Độ ngay chỗ con đường Duy Tân, Phạm Ngọc Thạch nha anh chị ha. 2023 à. À, không những bên đây rồi còn bên kia nữa anh chị, bên kia cũng đông lắm. À, cứ Tết như thế này thì Sunny chở anh chị chúng ta sẽ đi thăm thú nhìn đường phố Sài Gòn. Để coi không khí như thế nào. Trời ơi, đây là nguyên một cái lan hồ điệp. À, nói với lan thì chúng ta có cái khu Lăng Cha Cả và cái khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở quận 10. Thượng bườm xuôi gió. Nhiều nhánh lan kết lại. Cây quất về đi giao. Đi thẳng là chúng ta ra con đường Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8, cái khu vực ngã ba Ông Tạ. Trên đây sẽ quẹo con đường này. Ngày xưa ở đây là một cái mảnh đất quân đội, trại quân nhu ngày xưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó trở thành một con đường. Nếu mà đi thẳng là chúng ta ra Tô Hiến Thành và chúng ta về nhà thờ Đồng Tiến. Cái chậu rộp hết. Đẹp quá, đẹp luôn. Chậu này chắc 400. Ở dưới thì nó có một cái bình bằng nhựa thôi anh chị ha, bằng nhựa thôi. Thường ngày thì ở trên con đường này thì những cái dừa cây kiển, cũng dừa cây kiển, nhưng mà những ngày Tết thì người ta bắt đầu trưng bày những bông hoa lấy từ nhà vườn về.
Còn mé trái là chúng ta vào cư xá Bắc Hải nha anh chị. À đây là bán cá cảnh. Cá cảnh thì anh chị nếu mà muốn chơi cá cảnh thì chúng ta sẽ có con đường Bùi Xuân Tính ở con đường Trần Hưng Đạo, giao con đường Trần Hưng Đạo. Đó là chợ cá cảnh lớn nhất ở Sài Gòn, có thể là lớn nhất ở Việt Nam. Nguyên một con đường làng, bà con cũng đi mua sắm cũng đông chứ. Làng vừa cạn đường phố. Ở đây ngược nắng nên như vậy anh chị không thấy rõ. Những cây lan đi giao chùm lại. Quá trời trời. Làng với chiếc thuyền thuận buồm xuôi gió. Bên trái và bên phải luôn anh chị. Và Sunny sẽ cứ đi rề rề như thế này để chở anh chị đi ngắm không khí ngày Tết nha anh chị ha. Thấy cái gì hay hay thì Sunny sẽ chia sẻ. Trời, cái cây kiển này đẹp. Trời ơi, cái cây này đẹp quá trời luôn nè. Thác nước bên trong là 7 triệu. Còn ở bằng tre đó. Để coi Sunny chia sẻ với anh chị những cái này để chúng ta biết giá. Trước khi xem thì chúng ta sẽ coi cái cây kiển. Đây là 4 triệu rưỡi. Thác nước. Rồi ở đây là cái bình này là nhiêu? 3 triệu rưỡi nè. À đây là 7 triệu. Ở đây làm cái tiểu cảnh cũng rất là đẹp. À, cối xây 1.8 triệu. À, ví dụ như hòn Nam Bộ này nho nhỏ 8 triệu. À. À, 6 triệu đó, đầy đủ hết. Toàn tiền triệu không. À, cái này hay quá nè. 4 triệu nè anh chị. Bảy triệu à, rồi. Cây đẹp quá nè. Cái gốc nó gồ ghê lên. Quá đẹp. Cái gốc nó gồ ghề là tiền không đó anh chị. Sân xui gồ ghê. Đó. Chị thấy cái gốc không? Rồi. Trời ơi, cây nhất nhị mai Sapa. À, nhất nhị mai Sapa. Nói mai Sapa này thì chỉ có ở hợp với không khí ở ngoài Bắc thôi, chứ vào đây không khí nóng quá nó chết uổng, bỏ ra cả chục triệu. Mấy chục triệu mà bưởi nè,
bưởi, bưởi đu 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 tắt nè, chậu tắt nè, trời ơi kết lại đẹp quá. À tắt nè, trời ơi như một cái mâm xôi anh chị ha, nhìn rất là sung. Rồi chúng ta đi tiếp, rất là vui thực hiện cái clip này. Bên trái này anh chị ha, chúng ta tập trung bên phải thôi, bên phải cũng đủ là anh chị thấy không khí như thế nào. Xin chia sẻ với anh chị, xin y thường thường đụng gì nói đó nha anh chị ha, chứ không có soạn trước, nói theo cảm xúc. Nhiều người thì rất là thích đào, nhưng mà riêng Sunny là thích mai. Tại mai nó gắn với nhiều cảm xúc. Cảm xúc ngày xưa đến giờ. Rồi, chúng ta chạy lên con đường Thành Thái để thẳng tiến về nhà thờ Đồng Tiến. Ngày xưa ở đây là con đường Nguyễn Chi Phương nối dài. Mới băng qua con đường Tô Hiến Thành, đi một vòng. Đường xá ở đây giờ con đường này chiều chiều ưa kẹt xe đông lắm anh chị, đông nghẹt hết. Quà Tết, những tạp hóa bắt đầu người ta đem quà Tết người ta bán. Bây giờ thì cái bán mà bọc vô giấy kiến, bánh mứt kẹo đồ rượu rồi đó, thì bây giờ một số người người ta thiết kế bằng cái rượu mây, nó có một cái quai sách rất là dễ thương đó, thế là chúng ta có thể đi vào siêu thị mua những cái món mà biếu bỏ vào cái rổ mây đó. Rổ mây thì nó có cái nơ, có những cái tờ giấy chúc Tết và có hình tượng con lưng, rất là dễ thương, chứ không có chơi giấy kiến nữa, có màu đen như thế. Đây là trường quân y ngày xưa, bây giờ là cũng là học viện quân y luôn. Mé trái. Rồi chúng ta thấy tháp chuông nhà thờ Đồng Tiến rồi đó. Tháp chuông nhà thờ Đồng Tiến, nhà thờ Đồng Tiến, trường Đồng Tiến, cư xá Đồng Tiến. Và đi thẳng lên thì anh chị cũng biết con đường Trần Quốc Toản, nay là 3 tháng 2. Những con đường thân quen những anh chị ở cư xá Lữ Gia, cư xá Bắc Hải, con đường Nguyễn Chi Phương, Trần Quốc Toản năm xưa. Đây là một con đường cấp sách đến trường. Đây là con đường những ngày Tết đạp xe đạp, đi ngắm phố phường, hoặc là những cái thời gian vội vã tất bật những ngày Tết
của ngày xưa, và Sunny muốn tái hiện lại bằng cách không khí anh chị ngắm không khí ngày hôm nay. Đó, xe đang quẹo vô cư xá Đồng Tiến. Thì đối với ngày hôm nay thì những trên con đường Trần Quốc Toản coi đi có cầu vượt. Ngày xưa dân cư ở đây thì cũng ít mà anh chị, đi vắng quê à, giờ đông lắm. Máy trái là chợ cá Trần Quốc Toản, con đường Lý Thái Tổ, bệnh viện Nhi Đồng, đi thẳng là về ngã 6 Chợ Lớn. Và tới con đường Nguyễn Duy Phương thì Sunny rất là vui thực hiện các clip này, đem cái không khí Tết gần tới cô chú anh chị và các bạn. Và một lần nữa nhân dịp năm mới, Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị cùng với gia đình một cái năm trọn vẹn, một cái năm phát tài phát lộc, bình an hạnh phúc mạnh khỏe và an lành. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo của Tinh Đi Đồng. Bye bye.